Chế bản phím à? Liệt rồi. Chế bản phím à? Tôi cứ ra đi đấy. Nắng mai nó, nắng mai nó, rút rút rút. Rút ra, rút đi, dây wifi mà. Đây nè, bỏ cái cá này gặp đi. Cá này lệch đằng sau đi. Cái giấy đen đen ấy. Rút đi. Chưa làm cài vào đến đây chạy cũng một lần cái bàn cái này cái chế cái cố ra thì là cô bảo biết con đơn gì thì em rồi. Cô bảo biết cái hóa đơn gì thì em biết cái hóa đơn gì. Cái hóa đơn cửa hàng số Thái. Tí bảo dưỡng nó quan. Trung bình là nhìn bên dưới nó còn khá nhiều không? Là thiết kế khá là chắc chắn. Nhưng chính là lối bàn phím thì một số là đa số là có nước hoặc một số bụi rậm nó hơi to, một số gõ mình hơi chặt ban đầu không để ý. Nên cọ sát dầu rất mạnh là cái tình trạng nhiệt khí. Nhấp một cái thanh ra mới cho bàn phím. Bàn tháo thôi cái này, không bàn tháo màn hình làm gì. Cái này thôi. Rút ra đấy. Đấy. Rồi. Zoom đi lời. Cái máy này gì? Đấy, bây giờ bóng cái bánh ít.